Dương Tử Vương Nhất Bác bất ngờ bị soi, có cùng nhược điểm trên khuôn mặt. Người hâm mộ phát hiện Dương Tử và Vương Nhất Bác có chung nhược điểm này trên khuôn mặt. Dương Tử và Vương Nhất Bác là hai nêu lượng hàng đầu của giới giải trí hoa ngữ. Tuy có lượng người hâm mộ đông đảo nhưng không thể phủ nhận cả hai đều có những nhược điểm khá rõ về ngoại hình. Mới đây cư dân mạng phát hiện Dương Tử và Vương Nhất Bác cùng có một điểm yếu trên khuôn mặt. Theo đó cả Dương Tử và Vương Nhất Bác đều thuộc tạng người dễ tăng cân, mà khi tăng cân lại chỉ béo mặt, phần má phúng phính quá mức nên khi cười dễ lộ râu rồng, hai rãnh cưỡi. Điều này làm khuôn mặt khi nên hình không được đẹp. Tuy nhiên một số người cho rằng chính điểm này làm nên điều khác biệt cho gương mặt của hai diễn viên. Hơn nữa Dương Tử và Vương Nhất Bác đều có khuôn miệng đẹp nên không ảnh hưởng lớn tới nhan sắc, miệng không để tăng cân quá đà là được. Hiện tại Dương Tử đang là nữ diễn viên đứng top đầu tiểu hoa 90, ngoài đoạt phim hiện tại là mưa làm gió như cá mực hầm mật nàng tiểu hoa cũng dắt túi đặt phim cổ trang hot như trầm vụn hương phai hương mật tựa khỏi xương hai mời đây nhất là trưởng tương tư sắp tới dương tử sẽ vào đoàn phim quốc sắc phương hoa tái hiện cùng lý hiện sau 5 năm, năm nhiều khả năng đây là một tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của nữ diễn viên